Dịp cuối năm, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao, nhất là thời điểm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cận kề. Do đó, khi di chuyển trên các phương tiện vận tải, đặc biệt là vận tải hàng không, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải nhắc nhở hành khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch trước khi lên máy bay và trong suốt chuyến bay, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang suốt chuyến bay, thông báo công khai các quy định xử lý vi phạm. Trường hợp hành khách không chấp hành vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, các hãng hàng không cần phối hợp với cảng vụ hàng không liên quan để kịp thời xử lý với mức phạt tối đa là 3 triệu đồng. Theo quy định của Nghị định 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.